Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay cũng lâu rồi, nay mình bơi xuồng, mình đi soi tiếp. Hôm nay cách đợt soi lần trước cũng 10 bữa nửa tháng rồi. Nay mình bơi xuồng mình đi soi coi. Kiếm thấy nay trời mưa với lại nước ròng giật ngon quá. Xem có thành quả gì không. Mình đi thôi. Bơi xuồng đi thôi. Mình đi soi tới chỗ này, mình cái bụi lá này mình phát hiện ra một cái con tắc kè. Đây, một tắc kè bông. Con tắc kè quý vị các cô chú anh chị các bạn. Con tắc kè. Kè quá trời đã luôn. Ôi ôi. Đây nè. Nó chút nó sẽ đổi màu nè. Hóa trời con tắc kè bự luôn. Con tắc kè. Con này nó bò nó đi ăn nè. Tắc kè nó đi ăn thằng lằn này nè. Quá trời rồi. Đó. Ôi nó nhảy. Nhảy dữ thiệt. Đó. Rồi, mình quay nó thôi, mình cũng không bắt nó để làm gì nữa. Con cá tắc kè quá đã luôn. Thôi nó nhảy kìa. Mình coi nó nhảy xíu đi. Này tối nó kêu tắc kè nè. Nó núp rồi. Núp rồi, thôi kệ nó đi. Bây giờ mình tiếp tục đi điểm khác mình soi thôi. Tới đây mình phát hiện ra một con rắn nước đồng. Bây giờ mình sẽ bơi vô mình bắt nó. Đây, nó nằm đây. Đó. Con rắn nước đồng. Rất là ngon. Rồi, dính rồi. Giờ mình lấy cái túi mình đựng nó thôi. Này, quá đã. Lấy cái chai để mình bỏ vô. Quay im. Tiếp tục bỏ nó vô cái chai huyền thoại nè. Trời này mướp luôn. Đấy đó, rồi tiếp tục mình để rồi cặp mé mình soi tiếp thôi. Hôm nay cũng cách cỡ mười mấy bữa rồi. Cái này mình rọi đi soi coi. Có rắn, có ếch, có cò nhiều không. Vài bữa nữa là tới đám giỗ ở trên nhà ông anh á. Rồi mình kiếm mình gom ổng hỏi mình có kiếm mồi gom lên mấy anh em nhậu chơi đó. Nãy đi cũng thấy gặp con tắc kè. Tắc kè quay cô chú anh chị xem, chứ mình cũng không ăn thịt nó, thả nó không có bắt. Quay cho chủ yếu quay xem thôi. Rồi mình mới lụm được con rắn nước. Giờ mình rọi cặp mé xong nè, mấy cái lùm cây này nè, cặp mé xong rồi mấy bụi lục bình cỏ rau muống rồi mình tới chút xíu có rồi mình quay tiếp cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Rồi mới phát hiện con ếch mà nó nhanh quá anh chị các bạn. Mình mới quơ đèn nó nhảy tôi à. Có một con chuột ở trong đó. Chuột nhỏ quá. Bỏ đi. Chuột nhỏ quá. Thấy con ếch. Ếch đồng nó cũng bự ạ. Nhảy được rồi. Bây giờ mình rồi cặp mé này coi. Cặp mé xong rồi nữa, hôm bữa mưa lớn đầy
nó cũng cạn 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 nè. Rồi tối ếch nó sẽ ăn no, nó sẽ ngồi ở cặp mé sông nè, mình gọi cặp mé mình kiếm nó đó. À, con ếch nữa rồi, nó nhanh quá, thấy đèn mình nó nhảy rồi. Rồi ở đây rồi, phát hiện một em rắn nước ráo quá bự luôn. Rồi ui, em rắn nước chất lượng luôn cô chú anh chị các bạn. Đó, cho bự luôn, thu phục nó thôi. Ôi 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 ôi, xem xảy rồi, cặp nách nó liền. Đây chất lượng luôn, quá ok. Tiếp tục thôi, cho nó vào túi cho nó vào thùng. Được hai con rắn nước rồi, rồi xảy hàng ếch luôn. Rồi mình gọi tiếp tục mấy cặp mé sông này. Ô ô, vô rồi, một em rắn nước nữa, bỏ dầm xuống đi, thu phục nó nè. Đó, nó nằm là ngóc đưa cái đầu đây, dần ghế luôn. Gì nó mày, quá im. Cho nó vào. Nó vào thùng thôi. Ba con rồi. Có lý. Ây da. Có mấy con ếch nữa mà nó nhát quá, nó nhảy thuốc. Ba em rồi. Rắn nước không, ba con rắn nước quá mập. Cú luôn. Rồi tiếp tục mình bơi rọi cặp mé mấy cái cây nữa rồi. Hai con rắn nước sát bên luôn. Rọi cặp mé lục bình nè. Rồi mình kiếm cò như quất với gà nước trích đó. Nó hay ở mé lục bình, còn ếch thì nó nằm ở cặp mé bờ mà nước ròng nè. Nước ròng thì nó sẽ nằm ở cặp mé, còn nước đầy thì nó sẽ nằm ở ngồi trên cặp mé bờ đó. Thường thường tháng 9, tháng 8, tháng 9, tháng 10 nè, 7, tháng 8, 9, 10 mưa lớn là nó ở cặp mé sông nè. Còn rồi mình phát hiện ra một con ếch rồi, để mình thu phục nó. Con này mình phải im mới được, nó nhanh lắm. Rồi để xíu dính này cho cô chú anh chị các bạn cùng xem nhé. Hay quá, đã dính nó rồi, một con ếch đầu tiên. Rồi mình bơi vô mình thu phục nó thôi. Rồi tối này nước ròng cạn cạn này im lắm, với ếch đồng ngon lắm. Nãy xảy hai con, giờ rút kinh nghiệm để mình thấy nó, mình bắt nó được rồi mình mới cầm thổi quay cô chú anh chị em xem được. Rồi nó nhát lắm, ô nó lòi hang ra đó. Quá im luôn, dính nó rồi hết đường chạy rồi, mình bắt nó thôi. Bắt được con ếch đầu tiên ở trong cái mé cỏ này. Rồi quá là im luôn. Dính chĩa là 3 mũi liền. Rồi nó nhát lắm nên mình phải bắt nó xong rồi mình bắt được nó mình mới quay cô chú anh chị em xem được. Chứ mình nói chuyện cái nó nhát lắm, nó nhảy liền, nó động nó nhảy mất tiêu à. Đây ếch nè, đó. Rất là ngon luôn. Quay im rồi tiếp tục thôi. Rồi nãy giờ chờ đợi, dính cuối cùng, dính con thứ hai, ếch thứ hai. Nãy giờ cũng xảy mấy con hả?
quá dương cái nhánh cây này không vô được đây. Đây, đây cô chú anh chị kia xem. Đó. Quá im. Rồi, mình vô mình bắt nó thôi. Nãy giờ sảy mấy con ếch luôn. Quá đã rồi. Ngon lành, mai có ếch xào lá cách rồi. Quá im. Mình mới phát hiện con ếch nó trong mé nó nhảy vô trong cái lùm cây này nè. Đó đó đó. Đâu vậy? Khùng lắm, nó nhảy nó nhát lắm. Rồi mình động là nó nhảy à. Để mình tiếp tục. Hai con ếch rồi, quá im rồi. Giờ ráng kiếm vài con nữa coi. Này nước ròng quá im. Thấy ếch nãy giờ quá trời luôn, mấy con bự bự nó nhảy không à. Đây, nãy giờ được hai con. Ba rắn. Tiếp tục thôi nào. Xảy con ếch nhảy vô lùm chui mất tiêu. Rồi, ngon. Một con rắn ráo luôn. Đây. Mình bơi xuống sạch luôn. Cô chú anh chị, các bạn thấy không? Đó, rắn ráo. Nằm rất là im luôn. Lụm nó thôi. Một con rắn ráo. Tiếp tục cho nó vào thùng. Tính táp hả mày? Đó, còn rắn ráo. Giờ là ba rắn nữa này. Bỏ nó vào thôi. Hũ này hôm bữa giờ không có đi soi để bỏ nó đè lên trúng nó mớp luôn. Cái đó. Đó, im luôn. Mình tiếp tục bơi soi tiếp thôi. Con chim chài chài, chim bói cá nè. Quá gần nữa luôn. Thôi nó bay rồi. Rồi, nên mình tiếp tục mình bơi đi kiếm thêm hàng rắn hay vài hàng ếch nữa coi. Nãy giờ chưa có con cò, chưa có con quắc nào luôn. Tiếp tục thôi. Cái cặp mé này hay có cò lắm, bữa nay không có cò. Rồi. Ngon lành, mình phát hiện là một con rắn ráo nữa. Đây. Phát hiện là một con rắn ráo. Nó đang nằm đây. Ôi. Rồi. Ôi động dướng nhánh cây nó chạy rồi. Xảy rồi. Rồi, tiếp tục thôi. Rồi mình phát hiện có một con chuột công nhum nó chui nó núp ở trong cái lùm cây này. Thì mình tìm nó lú cái đuôi để mình tìm cách mình bắt nó coi. Lú cái đuôi đó.
một con chùa công bự lắm, nó lú cái đuôi đó. Để mình tìm cách mình bắt nó coi. Giờ để mình tìm cách mình bắt nó. Núp trong đó rồi. Giờ mình tiến vô mình bắt nó coi. Nó nằm đó. Im quá im luôn. Để mình thu phục nó coi được hay không đây. Bây giờ mình đã thu phục được con này rồi. Nãy sảy ở trên kia, sảy con bự hơn con này. Ôi ôi, nó chạy, nó chạy. Giờ mình tiến vô mình thu phục nó thôi. Nó nằm trong đó, nó dính có cái đuôi hay gì à. Trời ơi, dưới cây nó bơi không được. Đưa lú cái đầu kìa. Giúp mình. Rồi rồi rồi, để mình bây giờ mình thu phục nó thôi. Nó nằm ở trong hốc quá, thu phục nó thôi. À, thu phục con này rất giả luôn rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đây, nó nằm trong đây nè, hơi mồi ra đó, nó nằm đó trong hốc mà. Bắt nó thôi. Quá wow. Dương tùm lum cây không. Hồi nãy xảy con bự hơn con này nữa. Ây da, quá mập luôn. Đồng chánh hiệu, em chuột đồng rất mập luôn. Quá im, quá im, thu phục được nó rồi. Hãy xảy con bự hơn này nữa, nó chui trong cái hốc, nó lú cái đuôi không à. Rồi giờ cũng tới nhà mình luôn rồi. Nãy giờ cũng soi được hai con rắn, có ba bốn rắn đây, chỉ được hai con ếch đồng, hai ếch đồng vàng nghế luôn. Với con chuột đặt trước ở sau cũng được con chuột nữa. Ở đây ba rắn nước với con rắn ráo. Giờ mình lên mình mần hai ếch với con chuột này thôi, bỏ tủ lạnh để mai chế biến. Hai ếch này trái xào lá cách, rồi con chuột này ướp chiên, chiên nước mắm ram gì đó. Còn mấy rắn thì mình để dành thôi. Rồi cũng xin kết thúc video tại đây. Cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành theo dõi trong suốt video của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới tiếp theo. Rồi, cô chú anh chị và các bạn yêu mến kênh của mình, hãy cho mình một like, nhấn đăng ký kênh để theo để ủng hộ cho mình và để theo dõi những video mới tiếp theo của mình nha cả nhà. Rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, quá quá trận đi soi bữa nay rồi, quá ok luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.